Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 13 tháng 5 với những chuyên mục Kinh lạy Nữ vương Thiên đàng với Đức Thánh Cha, kế đến là chuyên mục Tin thời sự và sau cùng là chuyên mục Gương Thánh nhân. Bây giờ mời quý vị nghe Kinh lạy Nữ vương Thiên đàng với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 12 tháng 5, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh lạy Nữ vương Thiên đàng với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha suy tư về việc Chúa lên trời để chuẩn bị cho chúng ta. Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, chào anh chị em, chúc Chúa nhật tốt lành. Bây giờ, tôi muốn chúc Chúa nhật tốt lành đến các bạn trẻ của Genova. Hôm nay lễ Chúa lên trời được mừng tại Ý và các quốc gia khác. Tin mừng kể rằng, Chúa Giêsu sau khi trao phó cho các tông đồ nhiệm vụ tiếp tục công việc của Người đã được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Việc Chúa Giêsu trở về với Chúa Cha đối với chúng ta không phải như Chúa rời bỏ chúng ta, mà như dẫn chúng ta đến trước mục tiêu là nước trời. Giống như khi bạn leo lên một đỉnh núi, bạn bước đi một cách khó nhọc và rồi đến một chỗ quẹo trên đường, chân trời mở ra và bạn nhìn thấy một phong cảnh lớn. Khi đó, toàn bộ cơ thể tìm thấy sức mạnh để đối diện với những thử thách cuối. Toàn bộ cơ thể, cánh tay, chân và mọi cơ bắp căng thẳng và tập trung để đạt lên đỉnh núi. Và chúng ta, giáo hội, chính là thân thể mà Chúa Giêsu sau khi lên trời đã kéo theo với Người như bằng một dây nối. Chính Người mặc khải cho chúng ta và thông truyền cho chúng ta, bằng lời của Người và ân sủng của các bí tích. Vẻ đẹp của quê hương mà chúng ta đang hướng tới. Vì thế, chúng ta, những chi thể của Người, cùng vui mừng lên với Người, là đầu của chúng ta, biết rằng bước chân của một người là bước đi của tất cả mọi người và không ai bị lạc hay bị bỏ lại phía sau vì chúng ta là một thân thể. Từng bước một, Chúa Giêsu chỉ đường cho chúng ta, những bước cần thực hiện là gì? Tin mừng hôm nay nói, hãy rao giảng tin mừng, làm phép rửa, trừ quỷ, cầm được rắn, chữa lành bệnh nhân. Tóm lại là thực hiện các công việc của tình yêu thương, ban sự sống, mang lại hy vọng, tránh xa mọi sự ác và thấp hèn. Lấy điều thiện đáp lại điều ác, gần gũi những người đau khổ. Đây là bước từng bước một, và càng làm như vậy, chúng ta càng để cho Thánh Thần Chúa biến đổi. Càng noi gương Người, chúng ta càng cảm thấy như ở trên núi. Chúng ta càng cảm thấy không khí xung quanh trở nên nhẹ nhàng và trong lành. Chân trời rộng mở và mục tiêu gần hơn. Lời nói và cử chỉ càng trở nên tốt, thì tâm trí và con tim càng mở rộng và đầy khí. Vậy chúng ta hãy tự hỏi, tôi có cảm thấy nơi mình sống động lòng khao khát Thiên Chúa, tình yêu vô biên của Người và sự sống vĩnh cửu của Người không? Hay tôi bị đè bẹp và bị neo chặt vào những thứ chóng qua, vào tiền bạc, vào những thành công, vào những thú vui và ước muốn về thiên đàng khiến tôi cô lập và khép kín với người khác? Hay nó làm tôi yêu thương anh em mình với một tâm hồn cao cả và vô vị lợi, cảm thấy họ như những người bạn đồng hành trên hành trình hướng tới thiên đàng? Xin mẹ Maria, người đã đạt đến đích, giúp chúng ta cùng nhau vui bước hướng về vinh quang nước trời. Sau kinh lạy Nữ vương Thiên đàng, Đức Thánh Cha một lần nữa kêu gọi việc trao đổi toàn bộ tù nhân giữa Ukraine và Nga. Đồng thời, Ngài cũng bày tỏ sự sẵn sàng của Tòa Thánh trong mọi nỗ lực giúp cho điều này được xảy ra. Ngài cũng tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine, Palestine, Israel và Myanmar. Hôm nay lễ Chúa lên trời là ngày thế giới truyền thông xã hội với chủ đề trí tuệ nhân tạo và sự khôn ngoan của con tim. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, chỉ bằng cách lấy lại sự khôn ngoan của con tim thì chúng ta mới có thể giải thích những đòi hỏi của thời đại chúng ta và tái khám phá ra con đường hướng đến một nền truyền thông nhân bản trọn vẹn. Trong ngày thế giới truyền thông này, Đức Thánh Cha cũng diễn tả sự biết ơn đối với tất cả những người làm truyền thông. Hôm nay tại nhiều nước là ngày của mẹ, Đức Thánh Cha chúc mừng những người mẹ và cầu nguyện cho những người mẹ đã về trời, xin mẹ Maria bảo vệ các bà mẹ. Cuối cùng, sau khi chào các tín hữu, Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật tốt lành và xin đừng quên cầu nguyện cho Ngài. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Cha tiếp 350 tham dự viên cuộc gặp gỡ thế giới về tình huynh đệ. Tỷ lệ sinh giảm, Giáo hội Công giáo Hàn Quốc đưa ra sáng kiến hỗ trợ gia đình. Đại hội Giới trẻ Thế giới 2027, cơ hội cho tình huynh đệ liên tôn với các Phật tử. Bây giờ là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha tiếp 350 tham dự viên cuộc gặp gỡ thế giới về tình huynh đệ. Sáng thứ Bảy ngày 11 tháng 5 năm 2024, Đức Thánh Cha Francisco tiếp khoảng 350 tham dự viên cuộc gặp gỡ thế giới về tình huynh đệ. Mở đầu bài nói chuyện, Đức Thánh Cha đề cao cuộc gặp gỡ. Trên một hành tinh đang chìm trong biển lửa, anh chị em đã quy tụ với ý định nhắc lại tiếng không với chiến tranh và nói có với hòa bình. Đức Thánh Cha nhắc lại những lời của ông Martin Luther King trong bài phát biểu nhân dịp trao giải Nobel Hòa bình ngày 11 tháng 12 năm 1964.
Chúng ta đã học bay như chim, bơi như cá, nhưng chúng ta vẫn chưa được học nghệ thuật đơn giản để chung sống với nhau như anh em. Qua đó, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người tự hỏi, làm cách nào chúng ta có thể quay trở lại phát triển nghệ thuật chung sống, trở thành nghệ thuật thực sự mang tính nhân bản. Đức Thánh Cha cũng đề xuất lòng trắc ẩn theo gương mẫu của người Samaria nhân hậu đối với người Do Thái trong Tin Mừng Thánh Luca. Đề cập đến sự kiện bàn hòa bình với các bàn làm việc đã được chuẩn bị để đưa ra cho xã hội dân sự một số đề xuất, tập trung vào phẩm giá con người, nhằm xây dựng những chính sách tốt, dựa trên nguyên tắc tình huynh đệ. Đức Thánh Cha đánh giá cao sự lựa chọn này và khuyến khích họ tiếp tục công việc gieo hạt thầm lặng của mình. Ngài hy vọng, từ đó một hiến chương của nhân loại có thể ra đời, trong đó, cùng với các quyền, còn có những hành vi và lý do thực tế khiến chúng ta có nhiều tình người hơn trong cuộc sống. Đức Thánh Cha cũng mời gọi họ đừng nản lòng, bởi vì cuộc đối thoại kiên trì và can đảm không tạo ra những tin tức như đụng độ và xung đột, nhưng nó kín đáo giúp thế giới sống tốt hơn, nhiều hơn những gì chúng ta có thể nhận ra. Ngài cũng cảm ơn sự dấn thân của những người được nhận giải Nobel cho tình huynh đệ và mời gọi họ phát triển tinh thần huynh đệ này và cổ vũ bằng hành động ngoại giao, vai trò của các tổ chức đa phương. Tỷ lệ sinh giảm, Giáo hội Công giáo Hàn Quốc đưa ra sáng kiến hỗ trợ gia đình. Tỷ lệ sinh giảm là một vấn đề có tầm quan trọng quốc gia và vấn đề này cũng được cộng đồng tôn giáo Hàn Quốc đặc biệt quan tâm, bởi vì các tín hữu cam kết sâu sắc với nhiệm vụ duy trì nòi giống con người. Giáo hội Công giáo ở Hàn Quốc hướng tới việc truyền bá nền văn hóa tôn trọng sự sống bằng cách làm cho các gia đình có trẻ sơ sinh cảm thấy được chào đón và giúp đỡ họ thông qua hỗ trợ về tinh thần và vật chất. Ngoài việc tạo điều kiện cho các cặp vợ chồng trẻ tham dự thánh lễ Chúa Nhật, các biện pháp hỗ trợ chăm sóc và giáo dục trẻ em được coi là một phương pháp để khắc phục tỷ lệ sinh thấp, chẳng hạn như mở rộng dịch vụ chăm sóc trẻ, hỗ trợ học phí, trợ cấp và ưu đãi cho các gia đình. Giáo phận Jeonju hàng tháng cử hành thánh lễ cầu nguyện cho công cuộc bảo vệ sự sống và cho phụ nữ có thai. Trong khi đó, Tổng giáo phận Gwangju trợ cấp thai sản và trợ cấp nuôi con hàng tháng cho mọi trẻ em dưới 20 tuổi. Giáo phận Suwon cũng trợ cấp cho các gia đình có con em đang đi học và các giáo phận Inch và Andong ở Daejeon và Jeonju, các gia đình có con dưới 18 tuổi được nhận trợ cấp nuôi con. Cha Park Eun-ho, trưởng khoa đời sống tại Đại học Công giáo Hàn Quốc nhấn mạnh, vì tỷ lệ sinh thấp cũng liên quan chặt chẽ đến việc giảm số lượng các cuộc hôn nhân, nên cần có nỗ lực nâng cao nhận thức của giới trẻ để truyền đạt ý nghĩa của hôn nhân và gia đình. Đây là sứ mạng cơ bản mà giáo hội phải thực hiện. Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2027, cơ hội cho tình huynh đệ liên tôn với các Phật tử. Hiệp hành không chỉ được thể hiện trong giáo hội công giáo, mà còn trong mỗi Kitô hữu sẵn sàng đồng hành cùng những người có thiện chí xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Đó cũng là hy vọng dành cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới sẽ được tổ chức tại Hàn Quốc vào năm 2027. Đây được xem như một cuộc gặp gỡ liên tôn và để xây dựng mối dây tình bạn và tình huynh đệ với tôn giáo khác nhau. Vì vậy, nhân dịp đại lễ Phật đản Vesak, Đức Tổng giám mục Phaero Sun Taek-chung, Tổng giám mục Seoul và Chủ tịch Ban Tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Hàn Quốc đã gửi lời chúc mừng và gửi một thông điệp tới cộng đồng Phật giáo. Ngài nhấn mạnh mong muốn đoàn kết giữa các cộng đồng tôn giáo khác nhau trước Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Seoul năm 2027. Giống như sáng kiến triển lãm Phật giáo quốc tế được tổ chức tại Seoul vào tháng 4 năm ngoái, đã quy tụ những người trẻ không phân biệt tôn giáo, Đức Tổng giám mục Phaero cũng hy vọng điều tương tự với Ngày Giới Trẻ Thế Giới tiếp theo vào năm 2027 tại Seoul. Ngài nói, chúng tôi hy vọng rằng điều đó sẽ xảy ra, đó sẽ là một lễ kỷ niệm vui tươi trong tinh thần của giới trẻ, bao gồm những người trẻ thuộc mọi tôn giáo. Chúng tôi chân thành mời các bạn tham gia với chúng tôi với tư cách là những người bạn đồng hành trên hành trình tâm linh. Chuyên mục Gương Thánh Nhân. Mời quý vị lắng nghe Gương Thánh Tử Đạo Matthew Lê Văn Gẫm. Thánh Matthew Lê Văn Gẫm, thương gia tử đạo. Thánh Matthew Lê Văn Gẫm sinh năm 1813 dưới thời vua Gia Long tại làng Long Đạo, đất Gò Công, tỉnh Biên Hòa, nay thuộc quận Thủ Đức, tỉnh Gia Định. Ngài là con đầu lòng và có 4 em trai, 1 em gái. Nhờ lòng đạo đức và đời sống tốt lành của cha mẹ mà ngay từ nhỏ Ngài đã có tập quán tốt, siêng năng đọc kinh, mau mắn giúp đỡ bạn bè, lại hay giúp đỡ mẹ những công việc trong gia đình. Khi lên 15 tuổi,
ngài xin vào chủng viện Lái Thiêu để tu học làm linh mục. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình, người cha già yếu bị lãng trí, lại đông các em, bà mẹ quá vất vả, nên ngài phải trở về giúp mẹ lo các việc cho gia đình. Tới tuổi lập gia đình, ngài đã kết hôn với một thiếu nữ ngoan đạo ở họ Thành, làng Long Điền, Bà Rịa, nay thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Nai. Sau khi cưới, ngài về ở làng quê của vợ. Gia đình sống hạnh phúc trên thuận dưới hòa, được mọi người thương mến. Ngài sinh được 4 người con. Người con trưởng và con út qua đời vì bệnh. Người con thứ hai đứng ra ngăn cản việc đốt nhà thờ cầu ngang nên bị đánh chết. Người con thứ ba cũng bị bắt vì đạo và bị chết cháy trong nhà tù cùng với nhiều người khác tại Bà Rịa ngày 7 tháng Giêng năm 1862. Để nuôi sống gia đình, ngài làm nghề buôn bán nay đây mai đó, thường phải xa nhà. Do đó, đã có lần ngài yếu đuối bị sa ngã, lén lút yêu thương ngang trái với một cô thiếu nữ. Một thời gian bị lương tâm cắn rứt, ngài nghĩ lại, ăn năn thống hối, cương quyết dứt khoát từ bỏ mối tình ngang trái này. Để đền bù vì tội lỗi cũ, ngài đã tỏ ra yêu thương vợ nhiều hơn, chăm chú săn sóc yêu thương và tận tình giáo dục con cái hơn, cố gắng chu toàn bổn phận làm chồng, làm cha và nêu gương đời sống đạo đức hơn. Nhất là đối với Chúa, ngài lại càng rốt ráo đọc kinh cầu nguyện và luôn nhắc nhủ vợ con phải siêng năng đọc kinh cầu nguyện mỗi ngày. Vì ngài có thuyền riêng và rành nghề biển, lại nhiệt tâm phục vụ việc đạo, nên được cha Lợi, quản lý nhà chung Bà Rịa, tín nhiệm trao cho công tác đưa thuyền vượt biển sang Singapore, gọi là Hạ Châu ở Tân Gia Ba và Penang ở Mã Lai đón các nhà truyền giáo và đưa rước các chủng sinh đi du học về. Một lần kia, hôm ấy là ngày 23 tháng 5 năm 1846, vâng lời cha quản lý nhà chung Bà Rịa, ngài đưa thuyền sang Singapore đón đức cha Đa Minh Lê Phép Rê Nghĩa. Khi thuyền nhổ neo rời bến Singapore về Sài Gòn thì gặp trở ngại. Trên thuyền có đức cha Lê Phép Rê Nghĩa, cha Đúc Lốt Lộ cùng 5 chủng sinh và các đồ đạo. Thuyền đi được một quãng thì bị gió bão và bọn cướp biển rượt theo, nên thuyền không thể đi đúng hẹn như đã tính toán và xếp đặt trước. Do đó bị lỡ hẹn, bị lênh đênh trên biển cả, mãi tới ngày 6 tháng 6 thuyền mới vào tới cửa Cần Giờ. Theo như sự sắp đặt trước thì ông trùm huy họ trợ quán phải có mặt để đón đức cha. Ông đã chờ đợi ở đó 6 ngày rồi mà không thấy tin tức gì. Ông bèn giả bộ đi lượm củi rồi trở về. Về tới nơi, ông chủ thuyền Lê Văn Ngẫm biết đang bị theo dõi sát nút nên đã khôn ngoan cho thuyền chờ thêm 2 ngày nữa mới cập bến. Chờ mãi mà không thấy ai ra đón, ngài quyết định cho thuyền vào bến Sài Gòn. Thuyền đã đi qua được một đồn canh thì không may lại gặp chiếc thuyền đi tuần tiễu chặn lại. Ngài nhanh trí hối lộ cho bọn lính 10 nén bạc, bọn lính vui vẻ nhận. Nhưng sau đó vì bị lộ nên bọn lính quay lại trả tiền rồi áp tải thuyền của ông Lê Văn Ngẫm về bến Nghé. Tới bến Nghé, họ bắt đức cha Lê Phép Rê Nghĩa và cha Đúc Lốt Lộ về giam ở công quán. Cha Lộ chết rũ tù ngày 17 tháng 7 năm 1846. Đức cha Lê Phép Rê Nghĩa thì họ giải về kinh đô Phú Xuân. Vua Thiệu Trị ra án xử trảm, sau vua nghĩ lại đổi thành án trục xuất về Singapore. Còn những người Việt Nam khác trên thuyền đều bị bắt giải về nhà giam Sài Gòn. Nhưng chỉ một mình ông Lê Văn Ngẫm bị trói và đeo gông vì đã tự nhận là người chủ thuyền đi đón đức cha và những người trên thuyền. Bị giam trong ngục ít ngày thì ngài bị dẫn ra trước mặt các quan để lấy khẩu cung, bị đánh đau đớn và bắt ngài bước qua thập giá. Dù bị đánh đập và làm khổ nhục, ngài vẫn hiên ngang chịu đựng, nhất định không chịu bỏ đạo và bước lên ảnh tượng Chúa. Trong thời gian bị giam 7 tháng trong tù, cha Thán cải trang vào thăm, giải tội và đưa mình thánh Chúa 3 lần. Cha Phan Văn Minh sau này cũng được phúc từ đạo, cũng vào thăm, an ủi và khích lệ. Các tín hữu Thị Nghè, Chợ Quán, An Nhơn, họ Lăng Chí Hòa cũng rủ nhau tới viếng thăm người chiến sĩ đồng đạo. Thân phụ ngài và người em kế là Phao Lô Bằng vì liên hệ cũng bị bắt.
Còn bà mẹ thì cũng phải trốn, lén lút và cũng đã tìm đường vào thăm ngài được một lần. Được gặp gỡ những người thân yêu, ngài luôn tỏ ra vui vẻ, hiên ngang, tin cậy vào Chúa chứ không hề tỏ ra sợ hãi đòn vọt, tra tấn và ngay cả sự chết. Trước sự cương quyết và lòng tin sắt đá của ngài, vua Thiệu Trị phê án tử hình cho ngài. Ngày 11 tháng 5 năm 1847, ngài được đưa tới pháp trường Gia Còm, nay là xứ Chợ Đũi. Được tin, rất nhiều người giáo dân cũng như người lương kéo nhau tới để chứng kiến cái chết anh dũng của người chiến sĩ Chúa Kitô. Trong số người hiện diện, có ba người em của ngài là Tôma Trọng, Phaolô Bằng, Anê Nguyện. Ông Trùm Phước và ông Phaolô Bằng phải vất vả xô đẩy đám đông để tra thán đến gần giải tội lần cuối cùng cho ngài. Khi nghe tiếng chiêng, tiếng trống vang lên và thấy những tiếng gào thét thương tiếc của đám đông chung quanh, tên Lý Hình không giữ được bình tĩnh nên phải chém tới 3 lần. Đầu vị tử đạo mới lìa khỏi cổ. Đầu vừa rơi xuống đất thì 3 người em và những người tín hữu đã nhanh nhẹn xô vào thấm máu, lấy khăn bọc đầu ngài rồi đặt xác và đầu ngài lên chiếc võng khiêng về an táng tại nhà thờ Chợ Quán. Cha Thán làm lễ an táng, còn ông Trùm Phước thì mua được xiềng xích và tấm thẻ trao cho cha Mi-kê. Đức Giáo Hoàng Lê-ô thứ 13 đã tôn phong ngài lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 năm 1900 và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ 2 đã nâng ngài lên hàng hiển thánh tử đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988. Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại!